Hello everyone, how are you today? To me, I'm good. Today, we learn Unit 6. They are bears, Lesson 1 and 2. You can learn some vocabularies about animals. Do you know animals? Good job. After that, you can ask the question, what are they? And answer, they are. Cô xin chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau học một số từ vựng về chủ đề động vật nhé. Let's start. You look at the picture. Just look at the picture and just listen. You don't repeat. What's this? Bird. How do you spell it? B-I-R-D. And you say? Bird. 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 Nice. Yes. How do you spell it? B E A R. Just listen. Don't repeat. Bear. Các con tập trung nghe cho cô nhé. Phần này bear. Con sẽ không có lặp lại từ, chỉ nghe thôi. Bear. What's this? Good job. Hippo. H-I-P-P-N-O. Hippo. Now listen. Hippo. Hippo. Next. What's this? It's a crocodile. C-R-O-C-O-D-I-L-E. Crocodile. Listen. Crocodile. Crocodile. What's this? Is it a swim lion? Now look at tiger. T-I-G-E-R. Tiger. 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 Now everybody, look at five pictures, five words again. Bit. Listening 70. Listen and point. Bird. Bear. Hippo. Crocodile. Tiger. Crocodile. Tiger. Bear. Bird. Hippo. Listen and repeat. Bird.
Bear. Hippo. Crocodile. Tiger. Now move to grammar. Look at Victor. How many bear? One bear. Yours. And you ask, what's this? You answer, it's a bear. Như vậy cô vừa mới ôn lại cho các con. Khi mình muốn hỏi một cái gì đó ở bài trước có số lượng bằng 1, các con sẽ dùng câu hỏi what's this? Và câu trả lời sẽ là it's a bear. Next, how many bears? Two bears. So you don't ask what's this? And you ask what are they? What are they? And you answer, they are bears. They are bears. Như vậy các con để ý trong hình của cô, mình có tới hai con gấu lận. Mình sẽ không dùng câu hỏi là what's this, mà mình sẽ dùng câu hỏi là what are they? Now everybody listen and repeat. What are they? What are they? Và câu trả lời của mình không phải là is nữa, mà mình sẽ dùng là they are. They are bears. Và bởi vì là có hai con gấu, cho nên danh từ bears của mình phải thêm s. Đối với những con vật còn lại cũng vậy. Nếu như từ có số lượng từ 2 trở lên thì mình phải thêm s. They are bears. Now let's practice. Look at the picture and ask, Gita, what are they? And answer, they are bears. Next, tigers fight tigers. And you ask, what are they? They are tigers. You ask, Gita, what are they? They are hippos. What are they? They are birds. You ask, well done. What are they? They are crocodiles. Now homework. Các con về nhà luyện đọc và ghi nhớ các từ vựng nhé. Luyện đọc mẫu câu what are they and they are, và làm phiếu bài tập đính kèm. Goodbye and see you soon.